Hòa trong khí thế nô nức của ngày hội Tổng quân cùng với các địa phương trong cả nước, sáng ngày 16 tháng 2, các đơn vị địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Theo ghi nhận từ Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang, công tác giao nhận quân năm nay trong tỉnh diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cấp trên. Năm qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư, đã ảnh hưởng mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác tuyển quân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, kết hợp hỗ trợ chính sách hậu phương quân đội kịp thời, hiệu quả, đã góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc. 100% quyện, thị xã, thành phố ở An Giang đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, toàn tỉnh tuyển chọn 1.744 thanh niên giao về các đơn vị gồm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, công an tỉnh, sư đoàn 330, lữ đoàn 950, lữ đoàn 6, lữ đoàn 416 quân khu 9. Về chất lượng, sức khỏe loại 1 đạt gần 9%, tăng cao so với những năm trước đây, gần 7% thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn so với quy định là 5%, thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng gần 3% để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, 100% thanh niên đều đã được tiêm vaccine mũi 2, hơn 60% thanh niên nhập ngũ đã được tiêm vaccine mũi 3. Các đại biểu và thanh niên tham dự buổi lễ đều được xét nghiệm nhanh trước khi diễn ra buổi lễ. Các đơn vị giao nhận quân đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, tổ chức tiếp nhận tân binh, hành quân về đơn vị an toàn, tuyệt đối, bảo đảm tốt sức khỏe, chuẩn bị mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.